Động lực thực sự đến từ đâu? Trích dẫn từ cuốn sách Nhà Giả Kim. Các bạn đã bao giờ tự hỏi động lực thực sự đến từ đâu chưa? Làm thế nào một số người dường như có động lực vô tận để theo đuổi ước mơ của họ, trong khi những người khác thì vật lộn để tìm thấy cái niềm đam mê của chính mình? Qua đây mình xin giới thiệu cho các bạn một cái quan điểm mà có thể giúp cho các bạn thay đổi hoàn toàn về chủ đề này. Đó là cuốn sách Nhà Giả Kim của tác giả Paulo Coelho. Đây là một trong những cuốn sách mình rất là yêu thích. Nhà Giả Kim là một câu chuyện kể về chàng chăn cừu trẻ tuổi tên là Santiago, người quyết định nghe theo trái tim của mình và thực hiện hành trình tìm kiếm kho báu ẩn giấu trong các kim tự tháp tại Ai Cập. Trên đường đi, anh ta gặp rất nhiều nhân vật khác nhau, những người sẽ dạy cho anh ta những bài học rất quý giá về cuộc sống, về tình yêu và số phận của con người. Trong suốt hành trình này, anh ta cũng học cách lắng nghe tiếng nói bên trong của chính mình. Từ việc lắng nghe tiếng nói bên trong của chính mình, anh ta đặt một cái tên về thấu hiểu nội tâm, đó chính là huyền thoại cá nhân, bản ngã của chính mình. Và đặc biệt ở chỗ, anh ta luôn luôn tin tưởng vào những tín hiệu của vũ trụ gửi xuống cho anh. Đây là một tác phẩm rất là đặc biệt, bởi vì Nhà Giả Kim không chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mà nó còn là một cẩm nang cho bất kỳ ai muốn khám phá ra mục đích và tiềm năng thực sự của chính mình. Đây là một cuốn sách truyền cảm hứng để bạn có thể theo đuổi ước mơ của chính mình. Cho dù hình như có vẻ là bất khả thi, thì chắc chắn cuốn sách cũng mang lại cho các bạn một động lực thực sự từ bên trong, từ mong muốn hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình. Tin chính mình, đó là điều đầu tiên tạo nên động lực của các bạn. Và điều thứ hai, qua cuốn sách cũng dạy cho chúng ta biết được là cái hành trình là một đường thẳng, chúng ta phải tận hưởng từng khoảnh khắc của hành trình khi tiến tới đích đến, chứ không phải là chờ đợi một kết quả rồi mới tận hưởng cái khoảnh khắc đó. Thế nên cách sống ở hiện tại, sống chánh niệm, là một trong những cách chúng ta sống tận hưởng với từng khoảnh khắc của cuộc sống này. Và điều thứ ba, các bạn sẽ cảm thấy được một sức sống và niềm hy vọng khi đọc cuốn sách. Bởi vì cái hy vọng này giúp cho bạn có niềm tin. Niềm tin là bạn sẽ cũng có thể làm như vậy, giống nhân vật của chúng ta. Một con người sẵn sàng nghe theo con tim của mình để khám phá báu vật nằm ẩn sâu với những kim tự tháp tại Ai Cập. Trong suốt cuốn sách Nhà Giả Kim tách viễn tưởng, nhưng nó có một triết lý sống. Nó dạy cho mình biết cách tìm ra tiếng gọi thực sự của con tim, biết tìm ra chân lý cuộc đời của mình là gì và cách mình theo đuổi với niềm đam mê và quyết tâm nhất có thể. Qua đây mình cũng thể thấy được rằng vũ trụ sẽ hoạt động một cách có lợi nhất cho mình như thế nào. Và nếu như bạn đủ dũng cảm để theo đuổi cái điều mình mong ước, điều mình ước ao từ hồi xưa giờ, thì chắc chắn rằng bạn sẽ đạt được nó nếu như bạn biết tận lực của mình, dám mạo hiểm và tự tin và biết ơn nhiều hơn. Mọi thứ đều có thể xảy ra hết như bản thân của bạn biết vượt qua số phận của chính mình. Khi bạn kết nối được tiếng nói bên trong và tin tưởng vào trực giác của chính bạn, thì cả vũ trụ này nó sẽ giúp cho bạn thực hiện được cái điều đó. Và hãy ghi nhớ rằng tất cả mọi việc, động lực thực sự để theo đuổi ước mơ của chính chúng ta sẽ nằm ở bên trong, chứ không phải từ cái yếu tố bên ngoài hay từ những cái phần thưởng mà ai khác đem lại. Bạn chỉ thực sự hạnh phúc khi bạn biết bên trong mình muốn gì và cần gì. Nó chính là một cái động lực mạnh mẽ nhất giúp cho bạn tiến tới những ước mơ, tiến tới những điều bạn mong muốn trong cuộc sống này. Sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số trích dẫn yêu thích. Khi bạn muốn điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó. Chỉ có một điều khiến ước mơ không thể đạt được, đó chính là nỗi sợ thất bại. Tuy nhiên, bí mật của cuộc sống
là ngã 7 lần và đứng dậy 8 lần. Khả năng biến ước mơ thành hiện thực sẽ khiến cho cuộc sống trở nên thú vị hơn. Mọi người dường như có một ý tưởng rất rõ ràng về cách người khác nên sống như thế nào, nhưng không ai biết về cuộc sống của chính họ. Đừng nhượng bộ trước nỗi sợ hãi của bạn. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ không thể nói chuyện với trái tim của mình. Mọi người đều có khả năng và có thể đạt được bất cứ khi nào những ước mơ thầm kín mà bạn mơ ước. Khi yêu, chúng ta sẽ luôn phấn đấu để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Khi đó chúng ta sẽ cố gắng trở nên tốt hơn ở hiện tại, và mọi thứ xung quanh của chúng ta cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và để kết thúc cái podcast này, thì cuốn sách Nhà Giả Kim, nếu như các bạn muốn tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống của mình, thì đây là một cuốn sách sẽ khiến cho bạn suy nghĩ. Bạn sẽ cảm nhận và hành động khác đi rất là nhiều. Một cuốn sách sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái podcast này. Hẹn gặp lại các bạn trong những podcast lần sau.